Kính thưa quý vị, ít có khi nào mà có một người đàn ông với đàn bà mà quen nhau mà thân đến nỗi mà gọi bằng mày và tao. Thầy nghĩ là chỉ có Carol Kim với Công Thành mới nói chuyện với nhau gọi bằng mày và tao. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Carol Kim. Con qua một cái, con qua một cái. Ôi trời ơi. Linh Kim mày phải ngồi đây với tao. Bây giờ lấy cái micro chào quý vị khán thính giả. Carol Kim xin kính chào quý vị. Trở lại. Ơi. Tự nhiên sao? Trở lại cái show của thằng Công Thành. Thùy mị quá. Yes, yes. Tại vì mày. Ok, đây nè. Đáng lẽ là anh không nên giới thiệu cái show này. Mình hát bao nhiêu năm ở Ritz mà tự nhiên bây giờ reunion vũ trường Pha Lê Ritz. Giờ mãi không thấy cái mặt này. Nhưng mà kính thưa quý vị, Thành cũng sẽ có mặt trong chương trình này. Reunion của tất cả các ca sĩ mà hồi xưa đã hát ở vũ trường Ritz của nhạc sĩ Ngọc Tránh, kính thưa quý vị. Shotgun. Dạ, yeah, Ngọc Tránh Shotgun, đúng rồi. Mày. Cái gì? Sao tao hát mà không có hình tao? Tao có bao giờ tao thấy tao bao giờ tao thấy vợ Trung Nghĩa hát ở đây bao giờ đâu? Cái này là bonus. À bonus. Tại sao? Trung okay. Nghĩa nào mà đánh đờn không có vợ. Yeah, 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 đúng rồi, đúng rồi. Nó bị quý. Không chịu đánh luôn. Yes. Kính thưa quý vị, ngoài Carol Kim, Thành thấy có Diễm Liên nè, anh Dũng, Henry Trúc, Tommy Ngô, xong có Linda Trang Đài. Tôi khỏi nói. Thanh Thủy, Lilian, Ngọc Thúy, Kỳ Anh, có mặt của 10 ngón tay vàng Trung Nghĩa và Băng Nhi là thân mẫu, à quên. Là vợ của Trung Nghĩa. Và sẽ được làm tại ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 9 tại Moonlight Banquet từ 8 giờ rưỡi cho đến 12 giờ rưỡi. Cái này là Labor Day weekend phải không? Vâng. Okay. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị coi cái show Công Thành giới thiệu, yes, mà quý vị có một dịp tới thăm California thì tới chương trình thì này, thì chắc chắn là các sẽ có Công Thành và Linh nữa. Quý vị tiểu bang khác, Thành và Linh sẽ có mặt trong chương trình này. Công Thành lấy giá cao lắm, Thành không kêu hấu giá. Mặc dù không có tiền cũng vẫn đến hát, kính thưa quý vị. Được không? Không có hình luôn. Thương quá, yêu quá. Mà I love you. Yes, Moonlight Banquet ở tại đường Beach. Quý vị nào mà ở tiểu bang khác mà nhân dịp mà Labor Day mà quý vị có đến quận Cam thì Thành xin được kính mời quý vị reunion của vũ trường Pha Lê Ritz. Đủ chưa? Đủ rồi. Được rồi phải không? Vậy thì bây giờ giọng ca của nữ ca sĩ Carol Kim. Giờ mình ngồi mình nói chuyện Tú Lâm hay khỏi ca được không? Không. Ngồi không được. Carol Kim xin chào không. Quý vị một lần nữa. Cảm ơn mày. Chào hai em Nghĩa, Trung Nghĩa và Nghĩa Sữa. Còn kiểu cháu nữa, cháu, chào cháu. Ồ, cháu hát. Yeah. Chào hai con. Kết thời. Con luôn, con hát. Carol Kim. Bây giờ hát cái gì đây, buồn ngủ quá. Ngồi chờ quá trời. Thì hát cái gì cho nó giật đi. Hát gì cho vui vui, giật giật. Cho hết buồn ngủ. Công Thành, kính thưa quý vị, Công Thành hôm nay chương trình show rất là hùng hậu để khai trương cái studio này ha. Dạ. Và cũng trở lại đợi. Thì Carol Kim cũng thỉnh thoảng cũng tới với Công Thành một hai lần, khoảng chừng 2, 3, 4, 5 một lần lên số. Đúng. Xạo. Và sau đây để thay đổi không khí một chút, cũng cố gắng hát một bài cho nó vui. Có nhớ đêm nào, mời quý vị thưởng thức và tặng tất cả quý vị có mặt cái chương trình của hôm nay. Thank you.
khúc xuân về. Tình xuyên ngất ngày ta cùng về. Đã đến đây rồi, đời là một bài thơ. Ngày ta cùng say, có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu đã trót yêu nhau, xin để tìm nhau. Hạnh phúc đã đến đây rồi, đời là một bài thơ. Hạnh phúc đã đến đây rồi, đời là một bài thơ. Kim đứng đây đi, đứng với Thành chút. Đến cái lúc này, hồi nãy là tuần trước Thành quên. Tuần này là các anh nhân viên có nhắc là phải nói là Thành xin mạn phép quý vị cho Thành xin tí tiền còm cho đài SBTN. Thành sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Tự nhiên Nghĩa đánh nó tưng 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 mình vậy. Kính thưa quý vị, có Carol Kim ở đây là lúc nào Thành cũng phải có một vài chuyện vui để kể cho Kim nghe. Trước hết là hai ông bà già ngồi coi TV, thì bà già ghé qua ông già nói: tôi còn nhớ hồi xưa đó, mỗi lần ông hôn tôi, ông hay cắn nhẹ nhẹ vào cái vành tai nè, nó hơi nhột nhột một chút. Kim muốn mình thử không? Thế ông này, mà lâu lắm rồi mà tôi không thấy ông làm như vậy nữa. Chắc là ông hết yêu tôi rồi hả? Ông già ông vừa nghe cái ông chống cái ghế, ông đứng lên, ông đi thẳng vào trong phòng. Cái bà vợ đi theo, bà vợ rất là ngạc nhiên, mà sao, ủa tại sao ông bỏ đi vậy? Giờ ông nói bà đợi tôi một chút, tôi gắn hàm răng tôi lại tôi mới cắn bà được chứ. Quá tội nghiệp. Con khỉ già, nghe chuyện này không? Một cặp vợ chồng già đã gần đất xa trời mà vẫn còn
dẫn nhau ra tòa ly dị. Ông tòa ông nói, hai ông bà già quá rồi mà tại sao mà sống với nhau bao nhiêu năm mà tự nhiên bây giờ tự nhiên đòi ly dị. Ông này ông trả lời, bà vợ bà trả lời chứ bà, thưa quý tòa, tôi không thể nào tôi sống được với ông này nữa. Ông này ông nói tôi giống con khỉ già. Thế quan tòa mỉm cười mà, thế từ bao lâu nay rồi mà tại sao bây giờ tự nhiên cái chuyện này xảy ra? Dạ thưa, đã hơn 20 năm rồi. Ông ấy ngạc nhiên, ông bảo đã hơn 20 năm mà bây giờ mới đưa nhau ra tòa hả? Bà vợ bà trả lời, dạ vâng, thì tôi khi mà còn ở Việt Nam, ngày tối tôi phải lo bếp núc, không đi đây đi đó được. Qua Mỹ, tôi được đứa cháu nội dẫn đi sở thú, giờ tôi mới biết là con khỉ già nó ra làm sao. Một chuyện nữa, dịp may một cặp vợ chồng đang ngồi xem TV chứng kiến một cảnh quá tàn bạo trong cái phim đó, bà vợ bà té ra bà ngất xỉu luôn. Thì các đứa con ở trong nhà vội vã gọi bác sĩ đến cấp cứu, thì khám xong bác sĩ nói không có sao hết, bà này bà bị xúc động mạnh quá thì như vậy thôi, để tôi tát cho bà vài cái là bà tỉnh lại liền. Ông chồng vội vàng nói đừng, việc này ông để tôi làm, đây là cái dịp may lần đầu tiên tôi được tát bà. Nghĩa nhớ nha anh. Thành ơi, bữa nay em cũng có nghe một câu chuyện mà hai ông bà xui kể nhau, anh có coi trên có coi chưa? Không có, kể nghe kể, nghe chưa? Leon kể luôn, kể luôn nha. Ừ, thì hôm nay thì Leon có nghe một cái câu chuyện ở trên YouTube cũng như Facebook có đăng cho Kim luôn. Thì bà xui bà mới ngồi tâm sự với ông xui là, anh xui ơi, từ hồi mà chồng tôi mất đó là tôi cũng như con cua vậy đó, mà bị gãy càng là rụng chân rồi, không có làm gì được hết. Thì ông xui ông mới thấy vậy, ông mới nói thế rồi ông chồng chị chết rồi, chị mất hết càng rồi, còn cái mu làm gì cho tôi đi. Con ơi, Jackson hả? Jefferson. Tội nghiệp con, nãy giờ con ngồi con có hiểu gì không? Không. I don't think you need to understand. Con cứ nói không đi, không hiểu gì hết. Con có hiểu không con? Con phải nói thiệt đúng phải không? Phải nói thiệt. Con thiệt đi. Con chỉ hiểu mấy chữ nha mà. Mấy chuyện. Con đừng có hiểu câu cái vụ mà con cua là được rồi. Thôi đừng hiểu con cua. Thôi con cũng không nên hiểu. You don't need to understand. May quá hiểu có mấy chữ thôi. That's good. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm sau cùng của ngày hôm nay với các ca sĩ Karen Kim, Leon Vũ và Ngọc Lan. Yo! Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau tôi đứng cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Là thế, đời sống không là bao. Là bao, đời không lâu là thế. Còn bao năm sau mà yêu nhau. Em ơi, Xa em rồi. Anh biết yêu thương ai. Thế ưu em đây chăm nhờ. Nãy ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi, năm cuối là bao. Hey! Một lần nữa, Leon Vũ cũng như Carol Kim và Ngọc Lan xin cảm ơn anh Công Thành cũng như tất cả quý vị đã theo dõi Công Thành live show. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Thành xin được thành thật cảm tạ tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Công Thành Show 1.5 tiếng đồng hồ. Và Thành xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình ngày 4 tháng 7. Chương trình live show Công Thành sẽ được trở lại. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị ngủ ngon. Em ơi, có bao nhiêu 60
năm của đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau thường bước theo vời vợi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.